căn nhà nằm gần chợ Hưng Long cũng như là nằm giữa chợ Bình Chánh để giới thiệu đến cho cô chú và anh chị đang có nhu cầu cần tìm nhà khu vực gần trung tâm thành phố ha. Và căn nhà ngày hôm nay thì có diện tích là ngang 4 m, chiều sâu vào là 18 m, thiết kế một trệt một lầu, công năng sử dụng đến 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đường trước nhà là đường ô tô xe tải mình di chuyển thoải mái ha quý cô chú và anh chị. Đường bê tông khoảng tầm 3 m ha, rất là sạch sẽ nè. Dưới là có cống thoát nước, trên là có điện đường, có camera. Và vị trí căn nhà ngày hôm nay mà em thường muốn giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị là nằm trên một trục đường thông ha. Bây giờ em sẽ di chuyển ra ngoài đầu đường để giới thiệu cho quý cô chú và anh chị mình rõ ràng hơn ha. Căn nhà của mình có pháp lý là sổ hồng riêng, đất thổ cư 100%. Cô chú và anh chị mình mua bán công chứng sang tên trong ngày luôn ha. Và các giấy tờ thủ tục nếu cô chú và anh chị mình muốn vay ngân hàng thì em thường sẵn sàng hỗ trợ cô chú và anh chị mình luôn. Căn nhà ngày hôm nay dưới phân khúc giá 2 tỷ ha quý cô chú và anh chị. Dưới 2 tỷ là cô chú và anh chị mình đã có thể sở hữu một cái căn nhà nằm gần trung tâm thành phố rồi. Từ cái vị trí căn nhà này mà cô chú và anh chị mình kết nối về các quận trung tâm thì đâu đó khoảng tầm là 15 đến 30 phút thôi ha, tùy theo vị trí nè. Và đường trước nhà của mình là cô chú và anh chị rất là rộng rãi luôn. Phía bên tay phải của em á là cô chú và anh chị mình di chuyển ra ủy ban xã Hưng Long nè, cũng như là chợ Hưng Long ha. Còn phía bên tay trái ngược lại là cô chú và anh chị mình di chuyển về chợ Long Thượng nè, cũng như là Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh, ngã tư Phước Lý ha. Từ vị trí này mà di chuyển về chợ Bình Chánh thì em thường nhắm chừng đâu đó khoảng tầm là 5 cây số trở lại ha quý cô chú và anh chị, và di chuyển về ủy ban xã Hưng Long, chợ Hưng Long là đúng 3 cây số ha. Cô chú và anh chị mình thuận tiện di chuyển ở hướng nào thì có thể đến những vị trí trên, em thường sẽ đón cô chú và anh chị vào xem đúng căn nhà. Và khu dân cư của mình thì ở hiện hữu nè cô chú và anh chị, ở rất là đông đúc ha, mật độ xây dựng thì cũng rất là nhiều nè. Cô chú và anh chị mình yên tâm về cái độ bị nhà bị quy hoạch giải tỏa ha, đảm bảo là nhà mình là đất sạch, không bị vướng dự án giải tỏa quy hoạch ha. Phía bên đây là đi vô nhà mình là cô chú và anh chị, còn phía bên đây là cô chú và anh chị mình thấy nè, một cái hẻm thông ha, vào nhà dân còn rất là nhiều bảo bên trong luôn. Từ vị trí căn nhà mà kết nối về các tiện ích xung quanh á, thì đâu đó khoảng tầm bán kính 500 m đến một cây số là mình đã có chợ rồi, có trường học các cấp, bách hóa xanh, thế giới di động, hàng quán, quán ăn ha. Kế bên nhà mình á thì cô chú và anh chị mình thấy nè, trồng rau xanh, rau sạch nè. Phía sau thì còn xây cất rất là nhiều nhà ha, mật độ xây dựng rất là đông đúc, mua bán thì sầm uất, một cái vị trí rất là tiềm năng và phát triển không quý cô chú và anh chị. Và căn nhà ngày hôm nay thì với một mẫu nhà mái Thái khá là hiện đại và sang trọng ha, một mẫu nhà không có bị lỗi thời theo thời gian không quý cô chú và anh chị. Căn nhà này thì lúc trước á, gia chủ mua với ý định là cho ba mẹ về đây để ở, nhưng mà gần đây thì do vấn đề sức khỏe cũng như là gia chủ cũng đang rất là kẹt tiền rồi, chấp nhận bán lỗ cho cô chú và anh chị luôn. Dạ, mùa Euro cũng tới, mùa nhà cọp cũng tới luôn ha quý cô chú và anh chị. Nói vui vậy thôi nhưng mà thật sự căn nhà ngày hôm nay là một căn nhà ngợp. Ngợp vì sao? Ngợp ở đây là do gia chủ cần tiền cũng như là không có nhu cầu ở nên cần bán gấp cho cô chú và anh chị. Bán gấp bán nhanh thì chấp nhận phải bán lỗ rồi, lỗ đến vài trăm triệu ha cô chú và anh chị. Hàng xóm của mình thì ở san sát hết rồi. Ở đây em thương đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dãy nhà của mình có tổng cộng là 6 căn và ở đây là ở hết 4 căn rồi ha quý cô chú và anh chị. Hàng xóm rất là vui vẻ thân thiện nè, không quá đông đúc để cho mình có không gian nghỉ ngơi, không quá vắng để cho cô chú và anh chị mình cảm thấy buồn ha. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết của căn nhà này để giới thiệu cho quý cô chú và anh chị mình rõ ràng hơn. Dạ thì vị trí chính xác căn nhà của mình được gọi là ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tại vị trí này thì cô chú và anh chị mình có thể di chuyển theo hai hướng, ủy ban xã Hưng Long, chợ Hưng Long vào cũng được. Từ ủy ban xã Hưng Long thì mình vào đây khoảng tầm là chưa đến 3 cây số và từ chợ Long Thượng cô chú và anh chị mình vào đây cũng được ha, chưa đến 1 cây số đâu. Đường xá rất là thuận tiện, ô tô xe tải di chuyển thoải mái. Cô chú và anh chị mình chưa rành đường đi ở dưới khu vực này thì hãy kết bạn Zalo với em Thương theo số điện thoại 0935 383 449. Em sẽ gửi định vị nè cũng như là pháp lý của căn nhà này qua cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo. Nếu cảm thấy thật sự phù hợp với nhu cầu của mình đang cần tìm nhà, phù hợp với tài chính thì cô chú và anh chị mình xuống xem nhà thực tế, đỡ phải mất thời gian ha. Căn nhà của mình là một căn nhà thuộc hướng Tây Bắc. Cô chú và anh chị nào đang quan tâm tìm nhà hướng Tây Bắc ha, cũng như là Tây Tứ Trạch thì hãy cân nhắc căn nhà ngày hôm nay với em Thương ha. Một cái căn nhà có diện tích rộng rãi, phân khúc giá dưới 2 tỷ và em Thương sẽ bật mí cho cô chú và anh chị luôn. Căn nhà này hiện tại gia chủ muốn bán lại với giá là 1 tỷ 900 triệu. Đây là giá thật, không phát sinh, giá 100%. Cô chú và anh chị mình xuống xem nhà, mình còn được gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng lại một cái mức giá tốt hơn ha. Và cái mẫu nhà của mình á thì đường trước nhà như đầu video em Thương có chia sẻ rồi, rất là rộng rãi sạch sẽ nè. Ô tô xe tải mình di chuyển tới nhà luôn ha quý cô chú và anh chị. Nhà mình thì đầu tiên có hai trụ cột hai bên nè, rất là kiên cố ha, rất là bề thế,
bên trên thắp sáng những bóng đèn. Khoảng sân trước thì rộng rãi để mình có thể đậu vừa xe máy thôi cô chú và anh chị. Khoảng sân của mình thì bên dưới đã được lót gạch sạch sẽ rồi nè, có hàng rào bảo vệ cho mình, rào kính cổng cao tường, có mái che, mặt dựng ốp lát sạch sẽ, cửa chính được trang bị là loại nhôm si pha, kính cường lực dày theo quý cô chú và anh chị. Về đây thì cô chú và anh chị mình chỉ cần trang trí thêm một bộ rèm nữa thôi ha, là gia đình mình đã đầy đủ công năng để sử dụng rồi nè. Khoảng không gian phòng khách của căn nhà ngang 4 khá vừa vặn để cho mình để một cái bộ ghế sofa hoặc salon, những kệ tủ tivi ha. Hai bên tường thì được ốp gạch cao lên tới 1,4 nè, tông chủ đạo căn nhà là màu trắng ha. Trần thì được dựng họp khá là cao, không có bị ngợp, bị bí. Xung quanh thắp sáng những bóng đèn lon, đèn led nè. Và tiện hơn là nhà mình có phòng ngủ tiện ích ở dưới tầng trệt luôn. Ông bà của mình không cần phải di chuyển lên bên trên ha. Đỡ rất là nhiều rồi quý cô chú và anh chị. Căn phòng thì để ý vừa một cái giường, một cái nệm, một cái kệ tủ quần áo nè. Xung quanh cũng được ốp gạch cao nè. Các bóng đèn, ổ điện, đường dây chờ máy lạnh cũng được chờ sẵn. Cửa của mình cũng là cửa nhôm si pha, kính cường lực mờ. Dạ thì căn nhà này lúc trước đã giao chủ mua với mức giá là trên 2 tỷ thôi cô chú và anh chị, trên 2 tỷ, nhưng ngày hôm nay muốn bán nhanh thì chấp nhận phải bán lỗ thôi, lỗ đến vài trăm triệu và bán lại cho cô chú và anh chị với mức giá chỉ có 1 tỷ 9 thôi, còn thương lượng nha quý cô chú và anh chị. Khoảng không gian phòng bếp nè, mình có thể để vừa một cái bộ bàn ăn nhỏ thôi, 4 ghế 6 ghế ha. Kệ tủ bếp trên dưới thì được đặt sẵn cho mình hết rồi, có những cái kệ ấp chén nè, bồn rửa thì được lắp sẵn nè. Xung quanh thì được ốp gạch tường cũng như là mặt bếp ốp gạch sạch sẽ ha. Khoảng không gian sân sau thì được làm những khung sắt bảo vệ, chừa cho mình những khoảng trống để mình lấy gió lấy thoáng ha. Bên trên cũng có sẵn mái che hết rồi, che nắng che mưa rất là tiện nè. Nhà vệ sinh thì với một diện tích rộng rãi để cho mình thoải mái sử dụng. Trang thiết bị nội thất cơ bản thì em thường thấy hầu như đã có sẵn hết rồi, cô chú và anh chị mình về thì không cần phải sắm sửa gì thêm ha. Với căn nhà này thì cô chú và anh chị mình chỉ cần có trong tay tài chính khoảng tầm 900 triệu đến 1 tỷ thôi là đã có thể sở hữu rồi. Phần còn lại 50% còn lại mình có thể hỗ trợ vay ngân hàng ha. Thì với riêng em Thương lúc nào cũng ưu tiên giới thiệu cho quý cô chú và anh chị là những căn nhà ngợp nè, rẻ mà đẹp, gần khu vực trung tâm thành phố. Và đặc biệt hơn hết, nếu cô chú và anh chị mình không đủ tài chính thì em Thương sẽ ưu tiên giới thiệu cho cô chú và anh chị những ngân hàng có lãi suất bình ổn nhất, lãi suất thấp nhất để cho cô chú và anh chị mình yên tâm sở hữu một căn nhà ha. Cô chú và anh chị mình có thắc mắc là một tháng mình đóng bao nhiêu hay là những giấy tờ thủ tục nào mình cần thiết để vay ngân hàng thì cô chú và anh chị mình hãy đừng ngại nhấc máy và gọi liền cho em ha. Em sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cũng như là tính lãi suất hàng tháng cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo ha. Hoặc là cô chú và anh chị mình mua nhà, nếu mình chưa có nhu cầu ở liền thì mình cũng có thể để lại cho thuê ha, để mình lấy cái phần tiền thuê mỗi tháng để mình đóng lãi ngân hàng cũng rất là hợp lý ha quý cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị mình cần gì thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em theo số điện thoại là 0935 383 449 để em hỗ trợ tư vấn rõ ràng cho quý cô chú và anh chị mình nhất nha. Dạ thì bây giờ là em Phương đã di chuyển lên tới khoảng không gian ở trên lầu rồi hả quý cô chú và anh chị. Lầu của mình á thì được thiết kế tổng cộng là 3 phòng ngủ nè. Đây là căn phòng đầu tiên. Căn phòng này và căn phòng kế bên thì diện tích và thiết kế cũng giống như nhau thôi quý cô chú và anh chị. Cửa cũng đều được chọn cho mình là nhôm sofa, kính cường lực mờ nè. Nhà mình thì có tới 4 phòng ngủ rất thích hợp cho một gia đình mình ở đông thành viên, từ 6 đến 8 thành viên luôn ha quý cô chú và anh chị, nhiều thế hệ nè. Căn phòng này là mình còn có một cái cửa sổ nữa nè cô chú và anh chị. Từ vị trí này cô chú và anh chị mình quan sát nè, mật độ xây dựng phía sau nhà mình rất là đông đúc ha. Phía sau nhà mình nè, còn đất vườn nè, rất là thoáng mát ha quý cô chú và anh chị. Về đây nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng nè thì rất là thích hợp rồi. Và nhà vệ sinh thì được đặt bên ngoài cũng như là sử dụng chung để cho mình tiết kiệm diện tích, thiết kế những căn phòng được rộng rãi hơn ha. Trang thiết bị nội thất cơ bản trong nhà vệ sinh thì đã có sẵn hết rồi. Và bên đây là căn phòng cuối cùng. Cái căn phòng với vị trí cao nhất thì cô chú và anh chị mình có thể để là phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy thuộc theo nhu cầu của gia đình cần sử dụng ha. Trên thì toàn bộ đã được đóng la phong cho mình hết rồi. Ổ điện, đường dây chờ máy lạnh cũng được chờ sẵn nè. Cô chú và anh chị mình thông cảm cho em Thương ha. Vì ban công thì gia chủ đã khóa cửa rồi nên là em Thương không có mở được. Nhưng mà khi quý cô chú và anh chị mình xuống xem nhà thì em Thương sẽ hỗ trợ liên hệ với chủ nhà lấy chìa khóa để mở cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo trực tiếp hơn ha. Em xin được nhắc lại về thông tin của căn nhà này một lần nữa cho quý cô chú và anh chị mình nắm rõ hơn ha. Diện tích là ngang 4, chiều sau bạn là 18, một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Hiện tại đang rất là cần tiền, chấp nhận bán lại cho cô chú và anh chị với mức giá là 1 tỷ 900 triệu, giá thật không phát sinh. Nhà mình thuộc hướng Tây Bắc ha. Nằm cách chợ Bình Chánh là 5 cây số và nằm cách chợ Hưng Long đúng 3 cây số thôi quý cô chú và anh chị. Nhà pháp lý sổ hồng riêng, đất thổ cư 100% và có hỗ trợ vay ngân hàng nếu cô chú và anh chị mình không đủ tài chính ha. Cuối cùng thì em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị mình sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp. Hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị trên video tiếp theo.